Baron 15N3520 sở hữu thiết kế hiện đại phù hợp với những người thường xuyên di chuyển. Với trọng lượng chỉ 1,9kg và độ mỏng 18.9mm, máy rất dễ dàng cho công việc di chuyển khi bỏ vào ba lô hoặc túi xách một cách vô cùng gọn gàng. Phiên bản màu bạc sang trọng tạo cảm giác thanh lịch, đặc biệt dù thời trang nhưng đeo Baron 15N3520 vẫn có kết cấu cứng cáp và hoàn thiện chắc chắn, đảm bảo bền bỉ theo thời gian để đồng hành cùng bạn trong nhiều năm tới. Sức mạnh của Dell Inspiron 15N3520 đến từ bộ vi xử lý Intel Core i5-1235U 1.3 GHz tối thiểu và 5.5 GHz tối đa, thuộc dòng Golden Lake thế hệ thứ 12. Không chỉ mạnh mẽ với 10 nhân và 12 luồng, bộ vi xử lý này còn tiết kiệm năng lượng, giúp máy hoạt động mát mẻ hơn, đồng thời kéo dài thời lượng pin. Bên cạnh CPU mạnh mẽ, Dell Inspiron 15N3520 còn được trang bị ổ cứng SSD PCIe M.2, dung lượng lên tới 512GB. Ổ cứng này mang đến tốc độ đọc, ghi dữ liệu vượt trội. Màn hình của Dell Inspiron 15N3520 có tần số quét 120Hz, một điểm nhấn nổi bật so với các dòng laptop văn phòng khác. Kích thước lớn 15.6 inch, độ phân giải Full HD, kết hợp với tấm nền WVA góc rộng. Màn hình của Dell N3520 đem lại chất lượng hiển thị sống động và chi tiết. Viên màn hình siêu mỏng còn giúp tối ưu hóa không gian làm việc, giúp bạn dễ dàng tận hưởng trải nghiệm hình ảnh trực quan. Dell Inspiron 15N3520 được trang bị đầy đủ các cổng kết nối phổ biến, bao gồm 3 cổng USB và cổng HDMI, giúp bạn dễ dàng kết nối với các thiết bị ngoại vi hoặc màn hình lớn. Ngoài ra, khe cắm thẻ nhớ SD cũng là một điểm cộng, giúp việc truyền tải dữ liệu trở nên nhanh chóng và tiện lợi.